Mom, doesn't matter where you live, how your life is, please let me know. You still alive or somewhere? Oh, please let me know. I will take care of you because I don't have chance to take care of my parents. I want to be take care of you. And give me a chance, please. I really want you. But if you somewhere, but you don't want to accept me, it's fine. I just want you to have the happy life. You healthy. And I could say some Vietnamese because my mother's Vietnamese. Mẹ, con không cần biết là mẹ ở đâu, mẹ đang làm gì, mẹ sống giàu có hay khổ sở, nghèo nàn hay đói khát. Con vẫn luôn chờ mẹ. Hãy cho con biết rằng mẹ đang ở đâu. Con sẽ tìm mẹ. Con sẽ nuôi mẹ. Con sẽ trả hiếu cho mẹ. Bởi vì con không có đủ cơ hội để trả hiếu cho ba mẹ nuôi của con, cho bố của con. Hãy cho con biết mẹ đang ở đâu. Còn nếu mẹ còn ở đó mà mẹ không muốn nhìn con thì cũng không sao. Chỉ cần mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc là con vui rồi. Xin Chúa ở cùng mẹ, Chúa ban phước cho mẹ.